Là bây giờ là đang chuẩn bị lấy mẫu toàn nhà dân trong thị trấn luôn nha. Test hết luôn, test nhanh để xác định được rõ được F0 để tách ra khỏi cộng đồng điều trị và tránh trường hợp lây lan ra. Bây giờ đang chỉ thị 16 thì rất mong tất cả mọi người là cùng nhau chung tay góp sức ở nhà, chứ bây giờ là rất là nguy hiểm, không biết ai như thế nào cả. Nhiều trường hợp F0 nên là bây giờ phải rà soát, rồi bây giờ phải đi tới từng nhà luôn á, đi tới từng nhà để lấy mẫu á, chứ bây giờ mà tập trung đông lại một chỗ lấy là không có được nữa, tại vì như vậy là nó sẽ mất an toàn, sẽ gây lây nhiễm chéo. Khi không cần đừng đi đâu người ơi, cùng nhau ta chung tay với cùng chính phủ để chống dịch Covid. Lên đường. Mời tất cả quý vị các bạn cùng theo dõi hôm nay lấy mẫu cho người dân như thế nào nha. Bây giờ tất cả mọi người đã xuất quân nha, chia tán ra hết tất cả các khu phố. Chia tán ra tất cả các khu phố luôn để test hết toàn dân trong ngày hôm nay, toàn dân trong khu phố thôi, trong thị trấn. Tất cả tình nguyện viên đều là giáo viên và đảng viên trong địa bàn thị trấn. Xung phong đồng hành tiêu diệt Covid. Tính lại đây, Hồ kêu bắt đi cách ly nha. Phải không? Hú chó rồi. Cô ấy coi là đọc kết quả này được. Sao hả? Ê. Ba nè. Hú hú hú.
Tết hết luôn chứ. À mà cu hai cu khỏi đi. Tại vì bữa hôm là nói là Tết hộ là ba người. Đâu có đâu, Tết hết luôn á. Mấy mấy cái là nhỏ nhỏ Tết hết luôn mà. Khóc rồi đi. Làm biết ai không? Ủa rồi. Ủa. Nhìn mặt cái coi. Kêu đó, đó, kêu đó. Giờ mới nhận ra. Ba ba. Ba ba. Thôi ở nhà đi. Giờ phải đi ra lại đâu. Đi nhà bà ấy, cái này có Tết không? Nhà bà nó lấy rồi, cách ly rồi là có một phần khác Tết. Lấy danh sách đi rồi xíu rồi ngồi. Đây, ngồi đây. Khách khách nhau ra đó. Ơi, năm qua bên nhà, nhà trong xóm nó còn đông mà. Ở đây luôn đi, ở đây. Mấy người? Trong xóm nó còn đông lắm. Xóm nó. Đông. Ồ, để bu đi đông chi. Rồi. Bây giờ mẫu số 10 là nãy là Phạm Hoàng Minh, Phạm Vũ Ngọc Hiếu, Nguyễn Hoàng Cẩm Tú là cái bé này nè. Cẩm Tú đúng không? Dạ. Rồi 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 cứ cái đi. Còn Cẩm Tú này nè, còn một cái quẹ. Số 10 á, số 10 á. Dạ. Con thả tự do hả? Bình thường con thả lỏng rồi. Cái gì đâu, xoay lùa mùi mà. Rất giỏi nha. Chị test chưa? Rồi, cầm người đi vô đi. À. Rồi, bán nhỏ đây. Rồi, số 11. Rồi cho nó ngồi đó luôn đi. Con nó ngồi đâu? 11 là Bình An với Bảo Nam hai bạn đó đó. Cô ghi cái ống chưa? Giỏi lắm nha. Trời ơi bạn nó giỏi quá. Không có gì hết rồi, giỏi lắm, trời bạn đã giỏi hết rồi. Ừ, im ru luôn kìa. Giỏi lắm, có gì đâu. Hay luôn, bạn hay thiệt. Ru luôn, không cảm giác gì luôn. Con lấy cái khẩu trang cái miệng lại cho cô. Cánh chiếc ạ, rồi đưa cái này. Tại tổ nó phải đi từng ngõ, gõ từng nhà luôn. Gõ hết các nhà xung quanh này luôn. Test hết. Lê Thị Nay là mình đây không? Ừ. Chết rồi mà. Ừ, Nguyễn Thị Hồng Tươi. Có, ở mình. Ừ, Lê Quang Khánh. Đây. Ừ, Lê Văn Lửa. Có. Nguyễn Thị Tiến. Nguyễn Thị Tiến đây, ừ. Hai quẹo. Ừ, năm tư á, trên 1954. Rồi, còn ai nữa? Ừ, Lê Thanh Hùng. Ừ. Thanh quà. Kêu ai lên nè? Đây. Võ Nhã Phong. À đây. Lê Thị Biên. Tiếp tục với nhân dân khu phố 4. Đi rồi không? Chị ngồi á, lấy cho chị ngồi đó. Dạ hả? Rồi, chị lấy một cái chị ngồi đây đi. À, chị sinh năm bao nhiêu? 1985. Số điện thoại. Nhờ che cái miệng lại, hở cái mũi thôi. Rồi, để thôi.
cho đến đâu xa thì thành nông thôn, đảng đoàn kết thương yêu, bao gian khổ sẽ chia. Giữa những khốn khó sáng lấp lánh đó hoa cuộc đời, trao nhau yêu thương, giữa gian nan siết chặt tay nhau, niềm tin tương sáng long lanh trong mắt tình nguyện viên sinh viên. Cảm phục thay những người chiến sĩ, nhiều ngày qua chiêu đất màn trời, tin đưa bốn năm sau bay tan chim trục, cả lây nhiễm đã chữa lành sung, ca mạnh khỏe như thường. Những người thầy thuốc ơi, các anh chưa hay không? Niềm tin tưởng sáng long lanh trong mắt tình nguyện viên sinh viên. Cảm phục thay những người chiến sĩ, nhiều ngày qua chiêu đất màn trời, tin đưa bốn năm sau bay tan chiến trục, cả lây nhiễm đã chữa lành sông, đã mạnh khỏe như thường. Những người thầy thuốc ơi, các anh chưa hay không?